Khi biết đánh nhầm em đã xin lỗi rồi, nhưng do bị đánh lại nên em đã cầm dao đâm loạn xạ. Khánh khai như vậy. Tối ngày 27 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cùng ngày đơn vị này đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh Khánh, 23 tuổi, trú ở xã Vạn Khánh, ở huyện Vạn Ninh, về hành vi giết người. Chiều 5 ngày trước, Khánh cùng Nguyễn Tấn Thành, Võ Văn Thái và Trần Văn Toán cùng chú xã Vạn Khánh rủ nhau suối sung ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh để nhậu. Tại đây, nhóm Khánh xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau với một nhóm khác đang nhậu bên cạnh. Sau khi được can ngăn, nhóm Khánh đã bỏ về trước với ý định là chặn đường trả thù. Khoảng 10 phút sau, Khánh phát hiện là nhóm thanh niên đi từ suối sung ra gồm có anh Võ Đình Toàn, 36 tuổi, là một Việt kiều Canada, Võ Duy Đông, 32 tuổi, và Nguyễn Minh Phú, 31 tuổi, cùng trú ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, nên đã đuổi theo. Khi bắt kịp, Khánh xông đến đánh anh Đông, nhưng khi biết mình đánh nhầm, Khánh chủ động xin lỗi người này. Không bằng lòng, Đông xông vào đánh Khánh, thấy vậy, Võ Văn Thái rút dao trong người, đưa cho Khánh để đánh trả. Nam thanh niên cầm dao đâm loạn xạ khiến cho anh Toàn, Phú và Đông bị thương nặng. Khi thấy cả ba cục xuống, nhóm của Khánh lên xe máy và bỏ trốn. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm thấu bụng, anh Toàn đã tử vong tại nhà thương. Đông và Phú được cứu sống. Biết nạn nhân đã chết, vào sáng ngày 23 tháng 2, Khánh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Khi biết đánh nhầm em đã xin lỗi rồi, nhưng do bị đánh lại nên em đã cầm dao và đâm loạn xạ khiến cho anh Toàn tử vong. Khánh đã khai với công an như vậy. Theo người nhà thì nạn nhân Toàn đang định cư ở Canada. Tết năm nay anh về thăm người thân, cũng là dịp anh làm đám cưới với người yêu chú ở xã Vạn Long. Cảnh sát viên thành phố Los Angeles nói với tòa án rằng họ không tranh cãi, plead no contest. Bản cáo trạng kết tội họ đã có các cuộc tấn công tình dục phụ nữ trong khi hành sự mấy năm qua. Các vụ này thường diễn ra trên băng sau xe cảnh sát, không mang dấu hiệu công vụ. Một người đứng canh chừng trong khi người kia làm điều đồi bại. Bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA 5 cho hay. Theo một thỏa thuận dàn xếp với văn phòng biện lý Los Angeles, hai cảnh sát viên Louis Van Ziller và James Nichol xác nhận trước tòa là họ không tranh cãi về hai tội danh cưỡng hiếp và hai tội danh buộc có hành vi khẩu dâm. Hai cảnh sát viên này xuất hiện trước tòa trong bộ quần áo tù nhân màu cam, hai tay bị còng ở bụng. Thẩm phán tòa thượng thẩm quận Los Angeles, ông Ronald Cohen, tuyên án mỗi bị cáo là 25 năm tù trong nhà tù tiểu bang. Nếu bị xử trước tòa và bị kết tội, cả hai người này có thể bị bản án tối đa, đó là tù chung thân, theo KTLA 5. Các nạn nhân của hai cảnh sát viên này tuổi từ 19 cho đến 34 là những người phải làm mật báo viên ma túy hoặc đã từng bị bắt trong các vụ liên quan đến ma túy. Một số phụ nữ khai rằng họ sợ bị bắt lại nếu không tuân theo đòi hỏi của Nichols và Valenzuela. Hai cảnh sát viên Nichols, 46 tuổi và Valenzuela, 45 tuổi, bị cho tạm nghỉ việc không lương từ năm 2013. Việc họ xác nhận không tranh cãi cáo trạng sẽ giúp cho sở cảnh sát thành phố Los Angeles có thể chính thức cho họ nghỉ việc. Hai người này bị bắt giam từ đầu năm 2016 sau khi các thám tử sở cảnh sát Los Angeles thu thập đầy đủ chứng cứ để bắt họ về các tội hình sự. Các cuộc thương lượng giữa luật sư và các giới chức văn phòng biện lý Los Angeles kéo dài từ đó cho đến nay. Văn phòng biện lý Los Angeles nói rằng họ đồng ý dàn xếp với hai bị cáo thay vì có phiên xử ở tòa là do lo ngại cho sự an toàn của các nhân chứng từng là mật báo viên cho cảnh sát. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, nghề neo đã mang về cho cộng đồng người Việt luồng gió mới.
là một nghề giúp người Việt xóa đói giảm nghèo ngay trên đất Mỹ. Khi mà tỷ lệ người Việt tốt nghiệp đại học là 23,6%, trên đại học là 7%, tỷ lệ này thấp hơn so với các sắc dân châu Á ở Mỹ. Chị Nga sang Mỹ định cư hơn 4 năm thì ngần ấy thời gian chị làm nghề neo. Lúc ở Bến Tre, chị làm việc cho một ngân hàng nông nghiệp, công việc ổn định. Sang Mỹ, chị bắt đầu theo nghề neo. Do trình độ tiếng Anh hạn chế, chị không đi làm hãng. Nên nghề neo xem ra là rất phù hợp với cái hoàn cảnh của chị. Chị chia sẻ rằng, ngày xưa ở Việt Nam cầm viết, bây giờ chỉ cầm chân vẽ móng, được cái này, mất cái kia. Chị vào nghề khá là vất vả. Qua Mỹ, chị phải học lấy bằng neo. Có bằng, chị làm ở Cali nhưng lương thấp, không đủ tiền nuôi con đang học đại học. Chị xem báo thấy các tiệm neo lớn ở các bang lạnh tuyển người lương cao. Chị tức tốc gọi điện xin việc, sau đó bay hơn 10 tiếng mới đến nơi. Công việc mới, niềm vui mới nhưng trăm thứ phải lo toan, từ chuyện thuê nhà đến đi lại. Ở tiệm có ba chị em làm chung nên quyết định mua lại một chiếc xe Camry đời 2003 đã già nua của ông chủ tiệm với giá vỏn vẹn 500 USD. Để làm chân đi lại, cả ba chị em tự lái, san sẻ tiền xăng, tối về cùng nấu ăn chung. Vì là bang lạnh nên thời tiết rất là khắc nghiệt. Mùa đông ngoài trời tuyết rơi, trong phòng phải gắn máy heat để sưởi ấm, đắp mền điện. Tuy nhiên, máy heat rất độc, dễ gây mau chảy máu cam do người Việt quen sống ở vùng nhiệt đới. Nhiều thợ neo qua băng lạnh làm chừng 3 tháng không chịu nổi, lại phải quay lại Cali làm nghề khác. Trong tiệm neo ở Mỹ chia làm 3 công việc chính, neo, bột và wax. Trong đó, công việc đắp bột là độc hại nhất do thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nên thường để nam làm, lương cũng cao hơn. Trung bình một bộ móng có giá từ 35 USD, nhưng do người cạnh tranh nhau giảm giá dần còn 25 USD, hiện nay chỉ còn từ 15 tới 20 đồng. Mỗi tuần thợ neo kiếm được từ 1.100 đến 1.600 USD, tuy nhiên phải cạnh tranh khốc liệt giữa thợ với nhau và cả thợ với chủ. Đa số chủ tiệm neo là dân gốc miền Tây Nam Bộ, nên phong cách miền Tây bao trùm lên các tiệm. Trước hết là chuyện sắp tour. Nếu ngày thứ 2 tour đầu thì sang thứ 3 là tour chót. Hôm nào vô tour chót không có khách yêu cầu là ngày đó hẻo luôn. Lương giảm mà tiền tip bo cũng không có. Trong tiệm, những thợ neo thường dùng từ tiền T. Nếu nói tiền tip, khách Mỹ sẽ biết. Gặp những khách VIP, nếu thợ neo là nữ giỏi tiếng Anh, tay nghề khá thì tiền bo rất hậu hĩ. Nếu tiệm nào có nhiều khách hàng thân thiết thì chủ cũng như thợ làm ăn phát đạt. Do nghề này hái ra tiền nên các tiệm neo mọc ra như nấm sau mưa. Nhiều tiệm gần nhau tranh giành khách đã xảy ra khẩu chiến trên Facebook. Một trường hợp khác, chị Thủy, quê gốc ở Vũng Tàu, năm nay cũng hơn 50 và đã có cháu ngoại làm nghề neo khá lâu. Chị chia sẻ rằng, mỗi tuần kiếm được 1.100 USD là tôi vui rồi. Có tiền gửi về Việt Nam nuôi cháu ngoại. Chị không cạnh tranh nghề nghiệp với ai, lúc nào chị cũng cố gắng lo cho tròn công việc. Chị không xe xua đổi hiệu, vì như vậy khách tưởng mình quá giàu sẽ bo ít. Nghề neo đối với chị là một công việc ổn định, nghiêm túc. Còn đối với một anh chàng sinh viên Tuấn, một du học sinh Mỹ vào làm tiệm neo được 3 tháng nay, em rất siêng năng, không chỉ làm công việc vẽ móng, mà các công việc lặt vặt khác trong tiệm em đều đảm đương nên được mọi người thương mến. Tuấn tâm sự rằng, em học kỹ sư máy tính nên công việc này để làm thêm, nhưng nó sẽ gắn bó với em suốt thời gian em học ở Mỹ. Nghề neo sẽ giúp em vươn xa hơn trong học tập, làm vơi bớt gánh nặng từ phía gia đình ở Bình Dương. Tuy nhiên, hiện nay Sở Lao động ở tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ đã ra lệnh đóng cửa 23 tiệm neo với lý do lương tối thiểu của tiểu bang Connecticut là 9,15 USD trên một giờ. Nhưng những tiệm neo này chỉ trả cho 5 đồng một giờ cho một số nhân viên. Theo điều tra của Sở Lao động thì các chủ tiệm neo cho rằng các nhân viên của họ tuy lãnh 5 đồng trên một giờ nhưng được nhiều tiền tip. Vào đầu năm 2015, Sở Lao động Hoa Kỳ đã gửi thư cảnh báo tới các tiệm neo trong vùng và cho biết là các tiệm neo không có quy chế giống như các nhà hàng ăn uống. Do đó, nhân viên phải được trả theo đúng quy định lương tối thiểu của tiểu bang. Trong số các tiệm neo đóng cửa, có nhiều tiệm bị phạt vì người chủ đã dành tiền tip với các nhân viên. Theo luật mới của Sở Thuế IRS liên bang năm 2015, thì tiền tip là khoản sẽ buộc các cơ sở kinh doanh khai thuế. Chủ tiệm neo sẽ bị phạt nếu dành chia tiền tip với nhân viên.
Trường hợp ngoại lệ là chủ tiệm nail được quyền chia tiền tip với nhân viên khi họ làm việc như nhân viên. Tuy nhiên, nếu họ không làm gì cả mà đòi chia tip thì các nhân viên phải báo cáo ngay cho Sở Lao động được biết. Báo cáo cho Sở Lao động có thể ở chế độ ẩn danh nếu không muốn hoặc sợ bị chủ tiệm trả thù. Trong các tiệm nail bị đóng cửa, có tiệm bị phạt lên tới 10.000 USD. Các tiệm nail này sẽ được mở cửa trở lại sau khi đóng phạt và chịu quản chế theo điều luật lao động của tiểu bang. Như vậy, nghề nail của người Việt ở Mỹ nay đã đi vào quỹ đạo ổn định khi kinh doanh nghề này không chỉ mang tính cạnh tranh nghề nghiệp mà còn phải tuân thủ luật pháp nước sở tại và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Có như vậy, nghề nail mới thực sự là một cứu cánh của người Việt trên đất Mỹ. Nói tới nghề nail dường như là khá là quen thuộc đối với cộng đồng người Việt định cư tại Hoa Kỳ. Nghề nail đã ăn sâu vào cuộc sống của con người Việt tại đất nước này. Đến nỗi là mỗi khi dự định đến Mỹ, cái nghề đầu tiên để mà kiếm kế sinh nhai người ta nghĩ đến đó là nghề nail. Không biết nghề nail đã định hình trong cộng đồng người Việt từ lúc nào. Cùng là thợ nail nhưng mức lương của các tiệm quanh vùng Santa Monica, Los Angeles, Lake Forest ở miền Nam California đưa ra chỉ khoảng là 400 USD đến 500 USD trên một tuần cho một thợ có kinh nghiệm. Tuy nhiên, mức lương khá là hậu hĩnh đối với cái tiểu bang ở xa đã tạo được cái lực hút đối với nhiều thợ nail khăn gói lên đường, sẵn sàng xe gia đình để gây dựng sự nghiệp. Trong đó có anh Kel Trần, 31 tuổi, đang làm việc tại tiệm nail ở Florida. Một vợ chồng anh Huy Trần, 40 tuổi, làm nail ở Dallas, Texas. Và chị Loan Nguyễn, 54 tuổi, làm nail tại Laredo, một thị trấn gần biên giới với Texas và Mexico. Đến Mỹ định cư và đã quen với môi trường sống tại một điểm nào đó, nay là phải rời xa. Đây cũng là một môi trường sống mới và lại phải bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu làm quen với mọi sự ở nơi đây. Câu chuyện quanh đời thợ nail xuyên bang cũng lắm nhiều tâm sự, không đơn giản chỉ là đồng tiền. Sau khi có bằng nail chừng 2 tháng ở California, vợ chồng anh Huy Trần quyết định khăn gói làm hành trình xuyên bang từ năm 1992. Khi đó giá ở California thấp hơn mà khách lại khó, đòi hỏi nhiều, trong khi đi các tiểu bang lạnh thì cùng với service nhưng giá lại gần gấp đôi, nên hai vợ chồng đã quyết định đi xuyên bang. Anh Huy chia sẻ như vậy. Nơi đầu tiên mà vợ chồng anh chọn đó là Alabama. Sau đó anh lần lượt đi qua các tiểu bang khác như là Indiana, Michigan, Illinois, và hiện nay là anh đã ổn định tại Dallas, Texas. Lý do làm nail ở các tiểu bang xa cao hơn nhiều so với California là lý do đầu tiên để cho những người thợ nail khăn gói ra đi. Bên cạnh đó, đi làm nail xuyên bang mới có điều kiện luyện tay nghề, cũng là mục đích mà nhiều người thợ mới ra nghề nhắm tới. Trường hợp của anh Huy Trần, 40 tuổi, giờ cũng đang là một chủ tiệm ở Dallas, anh chia sẻ rằng khi mới ra trường bên California rất khó tìm được việc, nhất là một người nam. Một anh thợ nam chưa có sành sỏi về công việc. Trong khi thợ lâu năm cứ có khách làm liên tục thì mình phải ngồi chơi, lâu lâu mới được chủ giao cho một khách. Thường là làm chân tay nước cho nên để học nghề rất là khó. Một tâm sự khác của chị Loan Nguyễn, 54 tuổi, đi làm nail xuyên bang từ năm 1994. Chị chia sẻ rằng trong nửa năm đầu làm nail cho một tiệm người quen ở Los Angeles, chị chỉ được làm chân tay nước thôi. Sau đó do người chủ bán tiệm theo lý do là muốn mau có thẻ xanh và kiếm được tiền nhiều để bảo lãnh người yêu từ Việt Nam sang, nên chị Loan đã theo lời rủ rê của người bạn học nail chung sang Texas làm cho một tiệm mới ở Laredo, thị trấn gần biên giới với Mexico và Texas. Đó là tiệm đầu tiên ở Laredo cho nên khách đông, xếp hàng dài mỗi ngày trước tiệm. Mình làm sao họ cũng chịu hết nên rất dễ cho những người mới ra trường như chị. Chị chia sẻ như vậy.
Ngoài ra đi làm nail xuyên bang còn là để trốn tránh những cám dỗ ở California hay muốn xóa sạch những dấu tích không đẹp của một thời đã qua, cũng là lý do của không ít người. Trong đó có anh Carol Trần, 31 tuổi, đi xuyên bang từ năm 2006 và anh hiện tại đang là thợ nail ở tại Florida. Sau 3 đến 4 năm làm nail cho một trong những tiệm lớn nhất ở Los Angeles, nơi có đến cả 30 thợ, Carol kiếm tiền được khá nhiều. Tiền nhiều, cộng với độc thân dẫn đến việc ăn xài và vung tay quá chán. Đến lúc anh đã lâm vào cảnh nợ nần. Khi nhận ra rằng khi trong mình không có tiền, người ta không coi mình ra gì hết, anh mới quyết định làm lại cuộc đời và rời California. Anh cắt đứt hết mọi liên lạc với bạn bè và bắt đầu sống như là một tu sĩ vậy. Dĩ nhiên, lý do chính để anh chọn đi các tiểu bang miền Đông từ sau Dakota qua North Dakota, rồi Oregon, Tennessee, Wyoming và Florida cũng chính là tiền kiếm được ở đó nhiều hơn. Khách làm hai màu pink and white nhiều hơn thì sẽ học nhiều nghề được nhiều hơn. Thực chất thì đi xuyên bang là rất buồn, nhiều lúc là buồn đến chết, buồn mà nước mắt ghim vào lòng là những cung bậc mà anh Huy, chị Loan, anh Kyle dùng để mô tả nỗi buồn của người thợ nail xuyên bang. Những nơi cần thợ nail đi xuyên bang thường là những nơi hơi cách xa các thành phố lớn và có ít người Việt sinh sống, và cũng có những mùa tuyết phủ trắng xóa. Nhiều khi đi làm buồn mà nước mắt ghim vô lòng luôn, đi làm nail xuyên bang nó cực và buồn ghê lắm. Còn tệ hơn là ở quê Việt Nam nhiều lắm. 10 giờ tối là mọi thứ đều đóng cửa, shut down, không có ai ra khỏi nhà. Cứ sáng sớm đi rồi tối lại trở về, có khi làm 7 ngày trong tuần luôn. Vì buồn quá ở nhà làm gì bây giờ? Anh Khói nói một cách ngao ngắn. Buồn cộng với nỗi sợ rồi đến khóc cũng là tâm trạng của chị Loan Nguyễn trong suốt thời gian đầu. May mà khách đông lu bu nên cũng đỡ. Huy Trần mô tả lại khi từ Cali đi xuyên bang làm nail kiếm tiền. Mình nghĩ là cuộc đời giống như là đi tu vậy đó. Rất là buồn. Đi làm rồi lại về nhà, không có party, không có tiệc tùng sinh nhật, không có đi đâu hết, cuộc sống khác hẳn. Cũng chính từ cái buồn đó mà nhiều điều đã xảy đến cho người thợ nail xuyên bang, ngoại trừ những người biết bỏ chữ buồn qua một bên. Buồn không có nghĩa là gì hết, lúc nào trong đầu cũng phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền đã. Thì phần nhiều thợ đi xuyên bang dễ sa vào con đường đàn đúng rượu chè, bài bạc, trai gái, hút sách vân vân, đủ thứ. Ôi, đủ thứ trên đời. Anh có là người đã đi xuyên qua 6 tiểu bang làm nail. Chuyện đánh bạc một trận thua cả chục ngàn trở lên là chuyện bình thường. Họ làm ra bao nhiêu, hết bấy nhiêu, thậm chí là còn mượn chủ nữa. Hồi lúc tôi làm ở South Dakota, chủ tiệm lớn hơn tôi chỉ vài tuổi. Mỗi khi buồn buồn làm xong là anh đi xuống sòng bài liền, thua 10 ngàn, mười mấy ngàn miết, có khi còn về mượn tiền thợ nữa, anh chia sẻ lại. Bộc bạch thêm, bản thân tôi muốn dứt bỏ tất cả, cố kiềm lòng không tham gia vào những chuyện đó nên để dành tiền được, chứ ở những chỗ đâu đầu đen thì ít, đầu vàng thì nhiều, buồn quá có chuyện gì làm đâu thì cứ vô sòng bài, quán bar, hút sách, tứ đổ tường. Không chỉ vậy, nỗi buồn, sự trống trải cùng thời tiết khắc nghiệt của mùa đông đôi khi còn thách thức cái dục vọng của con người. Lửa gần rơm, không trơn cũng trụi. Bên đó lạnh quá nên lúc nào cũng cần body heat. Đó là sự thật. Nhiều người đàng hoàng, đứng đắn mà cứ bị cà khịa, cà trọt hoài thì riết cũng đỏ thôi. Anh Khói nói bằng giọng không vui, không buồn, chỉ pha chút gì đó mỉa mai và miễn cưỡng. Không biết có phải là vì lý do này mà nhiều mẫu rao vặt tìm thợ xuyên bang với yêu cầu là nam nữ độc thân hoặc là chồng trẻ không? Đi xuyên bang có cái sướng là chỉ trả tiền ở khoảng 300 USD trên một tháng cho chủ nhà thôi. Không có bill gì hết. Thành ra gần như là tiền làm ra còn đủ hết. Cho nên ai muốn xếp tiền thì đi xuyên bang là tốt nhất. Đây là cái quan điểm của anh Huy Trần chia sẻ sau gần 20 năm đi xuyên bang. Anh Huy trong thời điểm này tiền kiếm được khi đi xuyên bang không nhiều hơn ở California là bao nhiêu? Nhưng so với cái mức chi tiêu ở California thì ở Cali làm ra bao nhiêu là xài bấy nhiêu, vì anh có bạn bè,
có quán cà phê, có tiệc tùng, nên nhiều khi chi hết tiền luôn. Trong khi đi xin bang thì chỉ có tiền vô, không có tiền ra. Còn đối với hoàn cảnh của chị Lan Nguyễn, chị nhớ lại trước khi đi, chị phải gọi hỏi chủ xem là một tuần chủ trả lương cho bao nhiêu. Thời đi xin bang thì dứt khoát chủ phải bao lương. Khi hơn thì chỗ tôi chỉ chia tới 5 năm, rồi tiền ăn, tiền ở bao nhiêu, mình tính toán xem mỗi tháng sẽ dư được bao nhiêu. Thời đó nếu tiện tặng thì làm ở nhà, share, đi chung xe chủ, thì chỉ sau chừng 3 đến 4 năm là đủ tiền mua nhà. Có người thì đi cố gắng để dành tiền sau 2 đến 3 năm về lại California, mở tiệm hay chuyển sang nghề khác, chị chia sẻ như vậy. Anh Crichton tiếp tục kể về chi tiết hơn. Trước khi đi xuyên bang thì anh cũng chỉ biết coi qua báo, gọi điện thoại hỏi lương bổng, ăn ở thế nào rồi nhắm mắt mà đi lại. Hên xui thôi, chị à, đâu biết trước chủ tốt hay là chủ không tốt. Thời đi xin bang hầu hết đều ở chung nhà với chủ, đi chung xe với chủ. Chính vì thế nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra. Anh kể lại chuyện anh từng chứng kiến một người chủ ở North Dakota đuổi một cô thợ ra khỏi nhà ngay trong đêm bão tuyết, trong khi cô gái đó mới từ California sang làm được có 3 ngày. Anh kể lại một cách là chua chát. North Dakota lạnh tới mức nào mà lại cô bé bị đẩy ra đường như vậy. Hỏi lý do vì sao, anh Kai cho biết là do mâu thuẫn trong vấn đề lương bổng. Chủ hứa trả theo mức lương cho người có kinh nghiệm, trong khi tay nghề thực của cô thợ thì chưa đạt đến mức chủ yêu cầu. Có lẽ cũng chính từ điều này mà trong khi mọi người cho rằng thợ mới ra nghề nên đi xuyên bang kiếm việc, thì Kai ở lại quan niệm khác. Phải thật giỏi hãy đi xuyên bang, vì mình giỏi thì chủ sẽ cần mình, còn không, khi bỏ đi cũng dễ dàng tìm được nơi khác. Đối với anh Huy Trần lại có kinh nghiệm khác về chuyện lật lọng của chủ. Theo lời anh Huy kể lại, có chủ đăng báo tìm thợ. Sau khi đã thỏa thuận lương bổng, ngày giờ ra sân bay đón thợ, thì đùng một cái họ mướn được ai đó, thế là họ bỏ mặc người thợ mới kia, không thông báo mà cũng chẳng ra sân bay đón. Mặc người thợ đi xuyên bang kia bơ vơ ngoài sân bay như vậy. Đó là chuyện giữa chủ và thợ. Những va chạm giữa thợ và thợ cũng phức tạp không kém. Nếu làm ở California, mình có nhà cửa, làm xong thì mình về nhà. Có bực mình nhau thì cũng chỉ gặp lúc đi làm. Còn đi xuyên bang, thợ đã không ưa nhau, vừa gặp trên tiệm, về nhà cũng gặp, thành ra bực bội lắm. Theo lời anh Kyle, anh đã từng chứng kiến những điều khủng khiếp của thợ neo xuyên bang, như thợ ghét nhau, chửi nhau, đánh lộn ngay trong tiệm. Rồi thợ ghét chủ, lén quay lại những cảnh chủ làm dơ này dơ nọ rồi lên YouTube. Chưa kể họ lên những forum về neo để ghi xấu nhau trên đó. Đúng như là anh Corey Trần chia sẻ, nếu lên YouTube chỉ cần gõ chữ Fighting in Nail Salon thì người xem có thể tận mắt chứng kiến những cảnh tượng đến đau lòng về cách những người thợ neo đối với nhau, cũng như phải đỏ mặt khi đọc những lời bình luận của người Việt lẫn người bản xứ. Anh tâm sự thêm, người Việt mình không thương người Việt mà còn lật lọng đủ thứ hết. Nếu lý do phải bỏ tiểu bang này đi qua tiểu bang khác của anh Kyle là do chủ kiếm chuyện, nhất là mỗi khi đến mùa bão tuyết, không muốn trả lương cho thợ hay thấy thợ giỏi, khách thích, sợ không chóng thì chày, thợ cũng mở tiệm nên kiếm chuyện cho thợ bỏ đi. Thì lý do tiếp tục xuyên bang của anh Huy Trần là vì nhiều chủ cứ hay giữ trong đầu suy nghĩ là thợ xuyên bang là thợ mới ra nghề, lương không cao nên mình phải ra đi thì tay nghề mới lên và lương mới lên được. Cứ thế cuộc đời của người thợ neo xuyên bang luôn là những chuyến đi mà đôi khi không biết chặng dừng. Những người mà chúng tôi tiếp xúc khi thực hiện hoàn cảnh của chị Loan Nguyễn, một người phụ nữ 54 tuổi đi xuyên bang từ năm 1994 với một ước nguyện ở trong người, trong lòng, đó là mau chóng kiếm được tiền để bảo lãnh người yêu từ Việt Nam sang. Và chị đã thực hiện được ước mơ của mình. Chị dường như là may mắn hơn những người khác ở chỗ là chị tìm được sự thương yêu đồng cảm từ những người khách mà nay đều đã trở thành người bạn bè, xem nhau như trong gia đình. Họ thân thiện và dễ mến lắm. Lúc tôi mới sang không biết gì hết, họ là người chỉ vẽ cho tôi, chở tôi đi những nơi tôi cần. Khi tôi có chuyện gì, cả gia đình họ cùng quan tâm hỏi thăm, chị chia sẻ lại. Chính từ những điều đó mà khi bảo lãnh chồng từ Việt Nam sang, chị đã cùng chồng lập nghiệp luôn tại thị trấn nhỏ đó, dù bây giờ đã sầm uất hơn với gần 20 tiệm nail của người Việt.
Còn anh Huy Trần, sau những năm tháng đi hết tiểu bang này sang tiểu bang khác, anh dừng lại ở Chicago gần 9 năm, mua nhà, mở tiệm, tưởng như gắn bó vĩnh viễn tại đó. Nhưng khi vợ tôi qua đời, tôi chán nản, bỏ hết tất cả, bán nhà, bán tiệm, lại ra đi, không muốn lưu lại những ký ức đau buồn. Vài năm sau khi vợ mất, anh lại lập gia đình và sang Texas làm lại cuộc đời. Nói về nơi đang dừng chân, anh Huy giải thích: ở Texas này tiền kiếm được không ít hơn so với những tiểu bang khác, nhưng cộng đồng Việt Nam có đầy đủ, thời tiết không bị lạnh. Hơn nữa, ví dụ bây giờ đang làm cho khách mà muốn đi ăn phở thì cũng mất khoảng 10 đến 15 phút thôi là đã có thể lái xe đi ăn được. Còn mấy tiểu bang kia lâu lâu muốn đi chợ Việt Nam phải mất hơn 1 tiếng, phải mua đồ khó khăn hơn, khí hậu lạnh hơn, tuyết nhiều hơn. Cũng bằng kinh nghiệm của mình, anh Huy cho rằng đi xuyên bang chỉ nên là người độc thân hoặc vợ chồng chưa có con. Vì mình không biết nơi mình đến là đâu, mà con cái thì cần phải có nơi có trường học tốt. Anh Kyle Trần thì sau nhiều năm xuyên bang không hề có ý định trở lại California. Vì ở đó tôi có nhiều bạn bè lắm mà tôi cũng ăn chơi lắm ở đó, nên bây giờ không dám về nữa vì sợ lại vướng vào vòng ăn chơi. Mình cứ ở đây kiếm tiền thôi. Hiện nay anh Kyle đã lập gia đình của một cô gái cũng là thợ nail ở Florida và đang chuẩn bị có con. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.